Hai, chị xin chào ông và cô chú chị và các bạn nha. Thì hôm nay chị tiếp tục đi câu đêm nha mọi người. Thì chị, bữa nay chị đi câu là ở sườn ba nha, của thị xã Tân Châu nha. Thì chị mới vừa ra cần mọi người. Bữa nay thì chị chơi câu trên cầu nha. Cầu bữa nay tầm khoảng chừng 10 giờ là chị về. Cái này cũng để mình coi mấy giờ mọi người. 8 giờ rồi, 10 giờ, câu 2 tiếng hồ nha. Thì chị đi câu thì cũng chơi đem theo 4 cần câu nha mọi người. Chị quay cần cho mọi người xem nha. Đây nè mọi người, đây cần nha, đó cần, lúc đằng kia cần, sau lưng mình một cần nữa nè mọi người. Đây, đây cần nữa nha. Thì mình câu 2 cần câu ngầm, 2 cần câu phao nha. 2 cần bên đây, cần này với cần bên đó đó mọi người. Là mình câu ngầm nha. Đó, mình thấy không? Đây cháu con đèn mọi người thông cảm nha. Còn 2 cần bên này là mình trong câu phao nha. Đây, thả đây mọi người. Đây, 2 cần mình câu phao nha. Thôi bây giờ mình chờ đợi thôi nha mọi người. Chừng nào có cá ăn mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha. Đây cũng ồn, người ta bên kia thì có cái quán mọi người. Đây, quán kia quán nhậu mọi người. Người ta hát ồn quá rồi mình cũng không quay trực tiếp được hoài nha mọi người. Cũng thông cảm, như nào có cá ăn mình sẽ bật máy lên quay lại cho mọi người xem nha. Cái ăn cơ thao đó kìa mọi người, nó mới ăn gì 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 mà nó kéo rút lúc nha. Tiêu rồi, bây giờ mình tắt nha, khi nào nó quý thì mình bật lên lại nha mọi người. Đây nhạc mở rồi nghe không rõ đâu, có cá ăn không? Học xuống rồi. Rồi. Dụ mọi người. Dụ rồi nha. Có cá ăn không? Sao dính cá mọi người, còn cá nha. Đây nè, tiền không? Giờ mình tháo nha, tháo mình câu tiếp nha mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai dính được con con, mọi cái này không thấy ăn thấy uống như dân mà neo neo tầm khoảng chừng làm 20 phút nó không ăn nữa thì mình cuốn con mình về mọi người. Cũng gần 10 giờ, hơn 10 giờ. Cần ngoài nó ăn với cá gõ luôn. Đây nè mọi người, câu từ 8 giờ đến 10 giờ được con cá đây nha. Cá trà này cũng cỡ ký mấy á mọi người. Thì cái này nó cũng cá cũng ngơi ăn thôi, mình cũng về luôn nha mọi người. Thì thôi vậy xin cứ theo dõi lại đây nha mọi người. Nếu mọi người thấy kênh có thích chê thú vị hấp dẫn thì cho chê xin like, một share, một lượt đăng ký nha mọi người. Ha, chào mọi người nha. Hẹn mọi người vào các video kế tiếp nha.